Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lông bạc đầu. Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố hiện đại, một mẫu nhà phố thiết kế đẹp với diện tích ngang 4, độ dài 11m, được thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta, một căn nhà hướng đông nam nha quý vị. Căn nhà thiết kế rất đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và với giá bán tầm tiền hơn 5 tỷ thôi. Cho một căn nhà hướng đông nam rất là mát mẻ, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Khối, kề bên công viên Làng Hoa, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm trong khu nhà phố đồng bộ nha quý vị. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Mặt tiền xây kiểu mới năm 2021 nha. Tặng kèm nội thất bên trong rất đẹp và cao cấp, và con đường trước nhà này. Con đường này là con đường cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 100m thôi nha quý vị. Con đường này chúng ta để ý này, con đường rất là sạch sẽ, an ninh, hẻm cụt. Xe hơi nhỏ có thể vào tới cửa. Và chúng ta để ý con đường như thế này rất là đẹp và an ninh cho một căn nhà phố với tầm tiền hơn 5 tỷ, tặng kèm full nội thất bên trong. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha quý vị. Căn nhà thì chúng ta có lớp cửa cuốn bên ngoài, một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Đây chúng ta để ý đây. Bên ngoài mặt tiền thì gia chủ có ốp đá trang trí rất là tuyệt vời, rất là đẹp và cao cấp. Di chuyển vào trong chúng ta sẽ có một cái khoảng sân đậu xe máy khoảng chừng hơn 2m này. Chúng ta đậu được 4-5 chiếc xe gắn máy nha quý vị. Nhà xây kiên cố một trệt một lửng 3 lầu, bao gồm khu vực đậu xe máy, khu vực phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà này Hùng xin nhắc lại mọi người là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mẫu thiết kế mới, một mẫu nhà phố làm rất là chắc chắn và kiên cố. Nằm trên trục đường Nguyễn Văn Khối, kề bên công viên Làng Hoa, cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, di chuyển đi lại khá là thuận tiện luôn. Và với giá bán tầm tiền hơn 5 tỷ như thế này thì rất là mềm mại cho quý anh chị chúng ta thiện chí mua, thì có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Phía trên thì chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và những cái đèn thả rất là đẹp và cao cấp. Hai bên tường khu vực đậu xe và phòng khách này thì gia chủ ốp gạch lên cao khoảng chừng 3m nha quý vị. Có treo tranh treo tường, rồi đồ trang trí, có để một bộ sofa, rồi tủ kệ tivi, tủ rượu, tủ để đồ. Ở phía dưới này thì chúng ta có cái khu vực đậu xe và cái phòng khách với tầng trệt. Phía trên tầng lửng sẽ là phòng bếp nha mọi người. Chúng ta đang tham quan không gian phòng khách với tầng trệt đây. Một không gian thiết kế phải nói là quá là đẹp và xuất sắc. Khu vực cầu thang để ép sát vào bên nhà với tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng kính cường lực và mặt đá hoa cương. Phía bên phải này thì chúng ta có một cái dàn tủ rượu với những ánh đèn led rất là lung linh. Cuối nhà thì chúng ta có phòng vệ sinh và giếng trời nha mọi người. Phòng vệ sinh thì chúng ta có cái bồn rửa mặt bên ngoài này, cái giếng trời ở đây lấy sáng lấy gió cho không gian ở cuối nhà, và cái vệ sinh với tầng trệt này. Ngang 4m, độ dài 11m, xây kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu nha. Có một phòng master, hai phòng ngủ mini, 4 phòng vệ sinh, hướng đông nam. Hẻm xe hơi nhỏ có thể vào tới nhà, và giá bán gia chủ đang chào ra là 5 tỷ 960 triệu đồng nha mọi người, còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm có thể gọi trực tiếp đến bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà phố rất đẹp. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên trên tầng lửng không gian phòng bếp nha mọi người. Một mẫu nhà mà sử dụng rất là nhiều đèn led, rất là lung linh.
Chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng bếp trên tầng lửng này. Phòng bếp trên đây thì gia chủ có tặng một cái bộ sofa, một cái tủ kệ để đồ, và phía trên thì chúng ta có trần thạch cao phẳng, rồi khu vực không gian tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp. Mặt đá bếp màu trắng, có bồn rửa chén bát và khu vực giá kệ để chén bát, cũng như là khu vực để máy hút mùi của bếp. Không gian bếp của căn nhà chúng ta đây rất là đẹp và cao cấp nha. Một mẫu nhà phố mà rất là phù hợp cho giới trẻ Việt Nam 2021. Một mẫu nhà cực kỳ là mới luôn nha mọi người. Gia chủ xây rất là đẹp và bắt mắt, cũng như là cách trang trí và cách bố trí không gian vô cùng thoáng. Với tầm tiền như thế này thì chúng ta mua thì còn thương lượng với anh chị chủ nhà và sẽ được hỗ trợ về vấn đề pháp lý cũng như là hỗ trợ vấn đề vay ngân hàng. Phía ngay khu vực giếng trời và cuối cái bếp kia là khu vực để tủ lạnh hai cánh nha mọi người, chúng ta để tủ lạnh ở đấy. Chúng ta vừa tham quan xong khu vực không gian phòng bếp, Huy Hùng xin mời tất cả mọi người chúng ta theo chân mình đi lên tham quan không gian các phòng ngủ căn nhà. Quý chị chúng ta mua căn nhà như thế này thì chúng ta chỉ việc mang ba ly quần áo về ở thôi. Rất là đầy đủ nội thất đây nha mọi người. Chúng ta đang bước vào phòng ngủ master của căn nhà, một cái phòng ngủ chính rất là rộng và cực kỳ là thoáng với không gian thiết kế mở vô cùng đẹp. Phía dưới thì chúng ta sử dụng gạch giá gỗ này. Hai bên thì chúng ta có bên đây thì chúng ta có dàn tủ áo và tủ kệ tivi, cũng như là khu vực bàn trang điểm. Phía trước là cửa nhôm Sinfa và cửa ra ban công rất là thoáng đãng và đẹp. Giường ngủ thì ở đây chúng ta sử dụng giường ngủ 2m. Đầu giường thì chúng ta có ốp nhựa giả gỗ chạy đèn trang trí. Phía trên là trần thạch cao đèn thả. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ master căn nhà. Bên ngoài ban công thì chúng ta sử dụng lan can làm bằng sắt và có ốp đá, cũng như là ốp trang trí rất là tuyệt vời này. Cửa nhôm Sinfa nha, cửa lùa. Ngoài ban công thì chúng ta trồng cây xanh. Đây là không gian phòng ngủ master, Hùng quay từ bên ngoài vào. Quý anh chị sẽ liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta sẽ được xem thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, phù hợp với tất cả nhu cầu của mọi người và được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% khi mua. Nếu mà gia đình chúng ta chưa đủ tiền, chúng ta đang ngắm nhìn không gian phòng ngủ master căn nhà. Với một giá bán hấp dẫn cho một căn nhà đẹp như thế này thì quý anh chị thấy video của bên mình hãy bốc máy và gọi đến cho bên mình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như là được hỗ trợ về pháp lý căn nhà nha mọi người. Đây là một căn nhà xây mới của năm 2021. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ master, thì chúng ta có bồn cầu, lavabo, rửa mặt và gương soi được đặt bên ngoài. Phòng vệ sinh được ốp lát, trang trí đèn led cũng như là những ánh đèn rất là lung linh, có cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau và có bồn tắm đứng cũng như là vòi tắm hoa sen phía bên trong. Phòng vệ sinh master rất là đẹp nha mọi người. Chúng ta vừa xem xong phòng ngủ master căn nhà. Quá đẹp đúng không mọi người? Căn nhà thì nằm cách mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối khoảng chừng 100m thôi. Và một cái khu an ninh, một khu dân cư ổn định rồi, đã xây hết toàn nhà lầu thôi. Hẻm cụt nha quý vị, hướng đông nam, cực kỳ là mát mẻ luôn. Để có được giá tốt khi mua thì quý anh chị hãy liên hệ với bên em Huy Hùng để được tư vấn và hỗ trợ mua nhà với giá tốt nhất thị trường bất động sản khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 này. Trên lầu này thì chúng ta sẽ có hai phòng nha. Cái phòng ngủ này thì chúng ta có giường ngủ 1m6, tủ áo và ống máy lạnh được gia chủ trang trí và gắn sẵn rồi. Có cửa sổ ra khu vực hành lang bên ngoài. Phòng ngủ số 2. Và trên lầu này chúng ta sử dụng chung một phòng vệ sinh nha quý vị. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi, cũng như là bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh này thì cũng có cửa sổ ra khu vực giếng trời, rất là thoáng mát và đẹp. Phòng vệ sinh khá là rộng nha. Nhà chúng ta có 3 phòng vệ sinh. Và chúng ta đang di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 3. Phòng ngủ đầy ánh nắng và sáng nha. Cái phòng ngủ này chúng ta cũng sử dụng giường ngủ 1m8 này. Quá là nắng luôn nha mọi người, quá là nhiều ánh nắng luôn.
giường ngủ với chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường, tủ áo đụng trần, cống máy lạnh được gia chủ trang bị sẵn và tường được trang trí rất là đẹp. Bên ngoài chúng ta có ban công và những cái khu vực cửa sổ lấy sáng rất là thoáng đãng. Bên đây là khu vực đặt tivi. Rồi chúng ta vừa tham quan xong 3 phòng ngủ căn nhà nha quý vị, 3 phòng ngủ với mỗi cái thiết kế hay khác nhau và mỗi cái đẹp khác nhau luôn. Nhà thì xây rất là kiên cố và chắc chắn nhé. Chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực không gian sân thượng nha quý vị. Sân thượng căn nhà này thì rất là rộng rãi luôn. Chúng ta sẽ lên tham quan. Trên sân thượng này chúng ta sẽ có phòng giặt và một khu vực sân thượng rất là rộng. Chúng ta có thể làm phòng thờ và làm sân thượng. Đây là phòng giặt này, phòng giặt đồ nhé. Giặt đồ và phơi đồ chúng ta sẽ làm ở đây nha mọi người. Đây là khu vực sân trời đây, gia chủ có để ống nước và khu vực giặt đồ ở kia. Và ngoài đây chúng ta sẽ có khu vực để chúng ta có thể làm phòng thờ này. Ở đây chúng ta có thể làm phòng thờ và bên ngoài chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía trước. Đó. Hôm nay thì Hùng quay vào buổi sáng sớm nên là nó hơi chói nắng. Nhưng mà hình ảnh rất là thật nha mọi người. Ở đây thì gia chủ có làm hai bên cho mình trồng cây này, có một cái bàn ghế mây ở đây và có những cái song sắt ở phía trên để chúng ta treo lan, rất là tuyệt vời. Rồi quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp một sản phẩm nhà đẹp, một mẫu nhà mới của năm 2021 nằm trên trục đường Nguyễn Văn Khối, khu vực phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một mẫu nhà với tầm tiền hơn 5 tỷ. Còn thương lượng sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng. Liên hệ bên em để có giá tốt nha mọi người. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại.